Ông nội đưa gia đình Khoai Tây đi thăm cây cầu đá có tên là Ba Sai. Nó được xây dựng năm 1851, có tuổi đời là 173 năm rồi đó. Đang đứng ở trên cây cầu và nhìn xuống dòng sông nè. Sau khi rời cái thác nước mà không có nước chảy, rồi xe ông nội chở gia đình Khoai Tây đi tới cây cầu đá. Đây bảng hiệu của nó nè. Giờ mình sẽ đi bộ lên cái cầu. Này, đi bộ khoảng cỡ 10 phút nữa là sẽ tới nơi. Cho Khoai Tây đi bộ luôn ha. À. Ban đầu là nói là định cầm cái con chó đúng này con. Định cầm cái xe đẩy của Khoai Tây theo. Mà ba Khoai Tây nói là Khoai Tây còn nhanh đi nhanh hơn ông nội nữa. Cho nên là không sao để Khoai Tây đi. Mà có xe buýt nữa. Ông nội muốn đi xe buýt nên cho ông nội đâu có đi bộ được, nhưng mà để coi thử khi nào thì xe buýt nó chạy tới. Từ đây vô trong cái cầu là còn 3 cây số nữa lận. Mà hết xe buýt rồi, cái chuyến xe buýt cuối cùng là lúc 4:15 mà bây giờ 5 giờ rồi. Cho nên thành ra là ông nội sẽ không có đi bộ được. Ban đầu định vô đây là đi xe buýt vô, nhưng mà hết xe buýt rồi. Cho nên ông nội ngồi ở trạm chờ. Chỉ có gia đình Khoai Tây đi thôi. Rồi xong, trước khi đi ông nội đưa 15 ơ. Nói là vô đó có gì uống nước. Còn Khoai Tây mới té đầy cái chân nên là cho nên nó là ba phải ôm. Mà hả, té hoài à. Té rồi xong cái đùi chỏ này lát. Rồi xong cái cùi chỏ này vừa hả mới cái đóng dãy cái cùi chỏ kia lát. Rồi cùi chỏ kia hả mới vừa cái lành cái cùi chỏ nọ này lát. Không phải cái cùi chỏ nữa gì nha. Cái đầu gối. Cái đầu gối. Ôi, cũng đông quá trời luôn. Đông khách luôn. Mà ơi, lát cái đùi ông bà mới cuối. Giờ này trễ rồi cho nên là khách người ta đi ra ta đã xong á. Ôi ôi, mới đây mà lát cái đùi đâu. Ok, đấy. Người ta đi ra lại rồi. Mấy cái rễ cây này tự nhiên cái nhớ lại ngày xưa ở quê mấy cái con đường mà đất á, cũng rễ cây chằng chịt như nè, nhưng mà bây giờ người ta xây hết trơn rồi cho nên thung lũng. Bây giờ mình sẽ nó cái nào. Đúng là rất là nguy hiểm. Ở dưới ai hát cái gì trời. Mới lên đây vừa chui ra khỏi cái này định đi tới kia quay cho nó gần, mà ba Khoai Tây ổng kêu phải dây quay trở lại không chịu là không chịu. Bắt xuống quấn trời đó ta. Deswegen haben die das auch hier vergittert, damit da keiner rüber geht. Das ist super gefährlich, wenn die dann, zack, dann fährst du 200 Meter in die Tiefe. Das war's dann.
Ok, đang sưu hút ha. Ôi trời, chạy hết cô này. Tóc đỏ đẹp ghê luôn. Đây. Anh em cảm ơn thân ước phần phải của tôi biết rồi. Anh là vấn đề phép sân. Dạ. Cũng không cho mắt về tay xem ra khỏi rào. Bà khỏi tay không cho mắt. Bà khỏi tay không cho mắt. Dạ. Bà khỏi tay không cho mắt, khỏi tay đừng theo ra khỏi rào. Đúng là người mình cái máu liều lúc nào cũng phá luật hết à. Cho nên là ông không cho ra. Sợ mắt khỏi tay buồn nãy giờ giải thích quá trời luôn. Sợ mắt khỏi tay rớt xuống là khỏi tay mình. Đó 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 đó. Rốt. Đi chậm chậm thôi con, mới tí đó. Đi con, đi chậm chậm nha. Đây là đi là lúc rồi có cái quần nữa mà đái ướt rồi. Cho nên cởi quần ra là té xuống một cái là lúc nào cũng vậy hết. Ừ. Té đi chậm chậm nha, hồi nãy mới té đó con. Ừ. Bà té đâu chỗ nào đâu? À, bị té đâu á hả? À, à. Ừ. Đi theo ba đi con, đi theo ba. Ừ. À, má đeo kính. Rồi, cả ổ bên kia nữa kìa. Anh đi một tí rồi, mà nó. Dạ. À, mình sẽ đi qua cái cầu bên kia. Ô chà, nhìn đã ghê luôn á. Ai đi lên rồi xong cũng thở hả, hồng hộc luôn. Cô bác cái tay không đấy. Gehen wieder? Hab ich schauen, ne? Aber nicht wieder im Roboter da. Ja, okay. Dann mit der Abkehrung. Also, ok, đây cái cầu đá này nè. Mình sẽ qua cái cầu đá đó đó. Đã ghê lắm ha. Giờ mình sẽ zoom bự lên nè, cho mấy cận cảnh mình coi. Đứng bên này thì mình sẽ thấy được toàn cảnh cái cầu hơn nè. Mình lên cầu, lát mình sẽ lên cầu xem. Đây là cái cầu đá nè. Phố, à sô. Dạ. Và cái tay nó nói gì tự nhiên khi đứng gần gần cách. Thank you.
Bạn có tay là có tay đi trước rồi, không chờ không? Ở trên đỉnh có một cái khách sạn. Ồ, người ta cũng xây nhà ở trên đỉnh cái Data Gift Service Hotel đó hả? Dạ. Chùa cũng chịu khó lên tuốt lên đỉnh xây em. Trong khi đó mình thấy hả, rất là sâu luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên trên đỉnh này nè. Mà ba người ta nói là ba người ta không có thích lên tại sao độ cao. Ít mít cà phê hả? Không. Không. Ông không cho ông khoai tây lên đâu. Ông sợ độ cao chứ đâu phải khoai tây sợ độ cao. Ông ơi, nu đu. Bye bye. Yeah. Oh, do with me. Peter. Sợ đâu cao. Ta ta. James Weiss, I have no ambition. Winter and dance of foods. Winter again. Nè. Yeah. Nhìn sướng không mắt gì đâu á. Hai cha con được. Rồi đâu cao mà. Heißt nicht letztes Jahr, hat sich zu ändern? Nur das Stück im Ellbogen. Ja. Komm, weiter. Sie haben doch keine Zeit. Ja, da. Bà Hoa. Đứng ngay cái cành cây luôn, trời ơi. Cao muốn mù luôn á. Ông sợ độ cao nên là mà không được lên. Mà trong khi đó mát khoai tây là rất thích độ cao. Đi lên trên cao là mình thấy thích lắm. Nhưng mà lên cao tới đây mà ba khoai tây vừa lên được là ngon rồi đó. Mà trong tài ảnh rồi, ở đây đẹp ghê luôn á. Núi không. Thôi đi xuống, có anh kia còn cầm theo máy bay mini để lên đây chơi nữa.
con bác khoai tây là rất là thích độ cao, mình tự nhiên cái mình lên cao cái mình nhìn xuống thấp á, tự nhiên thấy có một cái cảm giác rất là thích thú, sung sướng. Mỗi người mỗi sở thích, nhưng mà bác khoai tây thì lại rất là sợ đại dương mênh mông. Mọi người có một cái nỗi sợ riêng. Ok, chị Xuyên ta. Dạ, mình sẽ phát thoát như này cơ. Đây là gì mà không? À, mama đi bộ nè. Có thể đi bộ không? Nhưng mà ở đây nguy hiểm lắm thôi, ba ôm khoai tây nha. Ừ, đúng rồi, nguy hiểm. Trên núi nguy hiểm. Ừ, khoai tây không có được đi bộ. Đúng rồi, nguy hiểm. Oh, American? No, yes. Cindy, English. Cindy, English. The other two are American. Now, yeah. Not good? Sáu mòn. Ồ, đứng ở đây nó mát ghê luôn á. Yeah. Gió lòn vô nè. Yeah. Đây, mình sẽ đi lên cái cầu. Cầu đá. Bastain. Hast du Angst? Ja. Ich hab den nicht mehr vorne. Mit meiner Hand? Da, da, mit meiner Hand? Ja. Da. Das ist aber gewöhnt, nein. Und guckst du immer runter, ha? Huh? Ja? Mit meiner Hand, bitte? Da, da. Da, 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 da. Okay, nicht mein Hand. Dann kriege ich Kuchen, dass ich immer runter habe. Okay, da, da. Nein, danke schön, danke. Runter. Cầu đá. Nó đẹp quá trời luôn. Đúng rồi. Đại sao? Ok 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 ha. Khúc nít không? Mày đừng biết mà. Em ở Winter hả? Hai problem đó ta. Miss me à? Sợ độ cao. Nhiều người Đức có cái chứng sợ độ cao lắm nha, chứ không phải một mình ba khoai tây đâu. Nhiều người đàn ông luôn á, chứ không phải là phụ nữ không. Nhiều người đàn ông hả, cũng hả, to cao lực lưỡng mà. Rất là sợ độ cao. Ok. That's it. Yeah. Ok, thanks. Đã ha. Mất ít nóc ai mà chụp phim mình. Ok. Đó đó. Bắt đầu ốc mít sao hả? Này, đợi đợi. Ba ba nhớ lại khoai tây chờ má ở đây, má quay trở lại, má bụng đi quay phim nữa. Dễ thương lắm, đẹp lắm mọi người ơi. Hồng dĩ. Ich glaube, wenn du so strahlend bist, dann denkst du gar nicht drüber nach, ob du läufst, aber du bist einfach nicht los.
ngoài kia có cái cánh đồng đẹp hay chưa? Hơi sâu à. Hai bà con đứng chờ. Bác ở đây muốn quay kỹ để cho ông bà cô chú coi luôn. Ôi như một bức tranh luôn á, đẹp quá. Это Славик сказал, там речка не заменена. А потом это так. Он сказал, там речка. Так интересно. Я Мэг Тай đứng hồi nãy trên cái đỉnh kia kìa. Trên cái đỉnh kia nhìn qua. Thật á? Mắt anh VIP anh biết ra hả? Ồ, dạ, cầu vòng đẹp ghê. Tại giờ giới lại hai cha con khoai tây nè. Anh gì mà anh sợ quá trời luôn. À, ở đây thì ra đây thì cầu vòng nó gần biến mất rồi. Chứ đã cũng không có nhìn thấy rõ luôn. Dạ. Ôi, ở đây phong cảnh hữu tình ghê luôn. Aber Dänen und Schweden können sich verstehen, das weiß ich. Aus der Fernsehen. Okay, weiter. Tada. Ha? Weiter? Oder? Wenn ihr machen? Nicht den Weg verlassen. Das macht immer wieder Leute. Es gibt immer wieder Leute, die hier abstürzen. Nicht mehr? Fertig? Nee, da geht es glaube ich nicht weiter. Ja, können wir weitergehen, hä? Da ist irgendwie, aber nee, da kannst du dann da, da gehe ich hier, da gehe ich dann nicht drauf. Ja. Yeah. Da muss man extra bezahlen. Also, okay. Ja. Hồi nãy có hai người đi tới cái mỏm kia nè, đó ngay cái mỏm đó nó chụp hình đó, ba khoai tây nói u hai người đó thiệt là. Nhưng mà thấy cái lối mòn là thấy là có rất là nhiều người đi nha, chứ không phải hai người đó không. Da gehe ich nicht drauf. Đẹp ghê luôn á. Ồ.
Theater, oder? Ja, nee. Museum. Museum. Außen rum, aber das ist super. Da, wo, wo ist Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? War mal hier, gibt's nicht mehr. Also. Die Burg ist gar nicht da. Also das, du hast einfach nur, du gehst da so, aber. Bà bà Tây nói là mấy cái ngôi nhà đó nó giống như là cái lâu đài ở trên núi á. Không còn nữa. Bị hư hơi. Ja, da war meine Burg, aber die ist zerstört worden. Okay, runter, weiter. Oh, exit. Nee, da muss man, da geht man dann außen, das ist ja noch viel schlimmer als da. Das kann ich nicht. Nein, nicht. Aber es ist zu. Ja. Da đóng cửa rồi. Geschlossen darf ich gar nicht drauf. Chỗ đó người ta đóng cửa rồi, cho nên là không có đi nữa. Deswegen kam die À nhưng mà lên đây là không có tốn tiền vé. Chỉ là mình giữ xe thì mình tự trả tiền giữ xe hoặc là đi xe buýt thì trả tiền xe buýt hoặc kia chứ không có thấy vé gì hết đó nha. Nhưng mà như ba khoai tây nói là mấy cái chỗ này là muốn vô là phải trả tiền vé nè. Biết là ở dưới nó có cái gì thì mình không rõ. Nhưng mà phải trả tiền vé nếu mà muốn vô đây. Nhưng mà người ta đóng cửa rồi. Hier, da gehst du dann auf diesen Brücken da, das, da werde ich, da sterbe ich. Ja. Yeah. Das mein ich nicht. Ist leider geschlossen. Nhưng mà đóng cửa rồi. Trả tiền vé để vô nhưng mà đóng cửa ở đây cũng vậy nè. Từng bật lên nè. Không biết rồi đó. Ôi chú cha. Ồ, phong cảnh hữu tình đẹp vậy chứ. Ein bisschen weiter, ha? Huh? Und dann? Warte, wie lange das jetzt hier noch weiter geht? Ah, ja. Vater warte ich auch. Ja, okay. Ba khoai tây sợ ông nội chờ lâu quá. Nhưng mà thấy thực ra là nó cũng còn rất là đẹp mà cũng còn nắng nữa cho nên ba khoai tây muốn đi cho nó hết, quen cho nó hết. Das ist die Buffalower Field. Dạ. Má khoai tây nghĩ chắc là chắc là hoa bắp gì. Gibt keine. Es geht wieder runter. Okay, dann bây giờ đi xuống. Okay, wir ít noch die das und dann gehen wir zurück ha. Giờ má khoai tây đi tới cái mỏm kia thêm chút nữa. Rồi xong mình sẽ đi quay trở lại với ông nội. Willst du nicht gehen? Cái bà khoai tây không có muốn đi. Không có thích trời. Được lên cao. Chị đi xuống lại nè. Đây để cho hai cha con chờ lâu à, ông nội cũng chờ. Này người ta có thể đi xuống ở dưới kia nữa kìa. Nhưng mà sợ mất thời gian á. Mình quay trở lại thôi. Ok, so gut ha. Thôi đi về thôi. Das ist das Wichtigste eigentlich hier, die Brücke und ja. Die Feste und da. Đúng rồi, chim á con. À, chim ăn, trời ơi, nhìn thấy không? Trong mỏ con chim có mấy con trùng. Ok, đó.
Ờ, chim ăn đó con. Mía đó. Tiếp cái cho phèn mía. Tại vì ông thấy mớ khoai tây mạo hiểm quá cho nên ông không dám giao khoai tây. Ông không dám giao khoai tây cho mớ khoai tây luôn. Nãy giờ ông cứng ngắc. Tại bản thân mình sợ cho nên mình cũng sẽ nghĩ cho người khác vậy đó. Mình thấy mớ khoai tây manh động quá sợ. Tao tao quá chưa? Đi luôn. Không cần vợ, mặc dù sợ nhưng mà cũng không cần vợ. Tự lủi lủi đi luôn. Còn nghiệp ba khoai tây chứ. Sợ đồ cao. Nó không hát so miss nick cái phát chứ. Này nhập rút rồi. Ok. Good, huh? But someone she give kind of problem, huh? Yeah, but I need not close the microphone. Ồ, nãy giờ ôm khoai tây cứng ngắc à. Đâu có dám bỏ khoai tây xuống. Đợi cơ ở đây nguy hiểm lắm. Ba khoai tây nó để đi ra ngoài chỗ khách sạn đó. Rồi bỏ khoai tây xuống cho khoai tây đi bộ chứ. Cái gì? Bây giờ quay trở lại là mình sẽ lên dốc. Hồi nãy mình xuống dốc rồi. Ở đây cũng có khóa tình yêu nữa nè. Đúng là tuổi trẻ. À, cái khách sạn này hồi nãy mình đứng ở bên kia mình nhìn lên mình thấy nè. Đây nè, cái này cũng này hồi nãy mình nhìn thấy nè, nó xây trên đây nè. Không mà ông nội không đi nổi đâu. Ví dụ như hồi nãy mà có xe buýt thì ông nội cũng tới chỗ khách sạn này thôi à. Rồi ông nội tới đây ông nội ngồi chơi chờ thôi chứ đi mấy cái đường dốc đó ông nội đi cũng không có nổi. Giờ mát khoai tây về leo lên dốc cũng thở phì phò, xuống thì ổn, lên thì ở đây nó bán mấy cục đá nè. Hai ơ cho một cục đá hình trái tim. Ở đây có nhà hàng khách sạn đồ hết trơn á. Facebook ha. Rồi đi về với ông nội thôi. Dạ. Tata is global better. For now. Chứ khoai tây đi về ông với ông nội thôi. Gia đình khoai tây đã khám phá xong cái cầu đá xong rồi đó. Bà cô chú bây giờ về. Mình sẽ đi ra xe ô tô với là ông nội. Đây, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Video khám phá cầu đá Bastai đến đây đã kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Gặp bye, lại. Bye. Bye. Khoai tây. Cảm ơn ông bà, cô chú đã xem video của khoai tây. Tạm biệt ông bà, cô chú. Ba, ba, cô, chú.